Như tiêu đề video mọi người đã có thể xem thì đây sẽ là cuộc chiến giữa hai chiếc máy thuộc hai thế hệ khác nhau của nhà Apple. Một chiếc là MacBook Pro 2019 dùng chip Core i9 và một chiếc là MacBook Pro 2020 dùng chip M1. Tại sao lại có cuộc chiến giữa hai chiếc máy này? Bởi vì đơn giản thôi, ở trong cái tầm giá dưới 30 triệu thì đây là hai chiếc máy mình nghĩ là có thể là đáng mua nhất cho các bạn và có thể phục vụ được đa ngành nghề hơn. Vậy thì hãy bước vào cuộc chiến để xem chiếc máy nào đáng mua hơn nhá. Mình là Trường, đây là Mac One, bắt đầu thôi. Hai chiếc máy này mình sẽ nói rõ hơn về cấu hình nhá. Đầu tiên là MacBook Pro 2019. Đây là chiếc bản 16 inch sử dụng chip Core i9 Xung 2.3, 16GB RAM và 1TB bộ nhớ. Còn ở phía bên này, MacBook Pro 2020 sử dụng chip M1 với bản này là 16GB RAM và 512 SSD. Ngoài ra nữa, ở Mac One còn rất nhiều các loại MacBook khác, ví dụ như là MacBook Air 2022, 2020, những chiếc iMac hay là Mac Mini. Tất cả các sản phẩm của nhà táo đều đang có sẵn ở Mac One. Link mua hàng mình để ở phía bên dưới nhá. Ok, vào luôn phần so sánh nhá. Đầu tiên là về cái thiết kế và cân nặng. Thì phần thiết kế của hai máy nói chung thì nó cũng giống nhau thôi, đều là các cái viền bo tròn như thế này, vẫn là một cái thiết kế cũ. Cùng với đó nữa, ở bên trong chúng ta cũng sẽ có là touch bar, cũng có hai giải loa ở hai bên, có trackpad ở giữa và cái lĩnh phím thì nó cũng như vậy thôi. Như vậy thì tổng quan đánh giá về thiết kế thì hai máy đang giống nhau. Còn đến với phần cân nặng thì MacBook Pro 2020 và M1 sẽ là 1,4 kg, còn MacBook Pro 2019 và 16 inch sẽ là 1,9 kg. Như vậy rõ ràng rồi, một người mà hay di chuyển nhiều chắc chắn MacBook Pro 2020 và M1 sẽ là lựa chọn tốt hơn. Đương nhiên thì mình cũng hiểu được rằng là hai chiếc máy này thực ra thì nó cũng có hai cái phân khúc khác nhau, nhưng mà vấn đề bây giờ tại thời điểm này thì mức giá nó đang không chênh nhau nhiều. Vì vậy lựa chọn của mình MacBook Pro 2020 chip M1 10 nhá. Tiếp đến là những cái phần mà chúng ta cảm nhận được trực tiếp qua các giác quan đi. Ví dụ như là màn hình, đương nhiên rồi, MacBook Pro 2019 và 16 inch sẽ cho chúng ta một cái màn hình tuyệt vời hơn là chắc chắn. Màn hình của nó là 16,2 inch. Thêm vào đó nữa, độ phân giải cũng là 3072x1920 trên MacBook Pro 2019, đương nhiên sẽ chiếm được ưu thế hơn. Còn ở phía chiếc máy của cuối năm 2020 sẽ là độ phân giải 2560x1600. Có vẻ thấy là nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với cả bản 16 inch rồi. Cái này thì đương nhiên. Ok, thì ở trong cái phần đánh giá về cái cảm quan của mình đi, thì một đều sẽ là cái con số hợp lý hơn MacBook Pro 2019 nhá. Còn về cảm giác gõ phím thì sao nhỉ? Hai chiếc máy này thì nói chung là bây giờ nó đã thoát khỏi cái đời bàn phím cánh bướm tai hại như ngày trước. Cả hai chiếc đều có bàn phím cắt kéo và cảm giác gõ thì mình thấy hai chiếc đều như nhau thôi, không có cái sự khác biệt quá là nhiều. Vì vậy mình sẽ chấm hòa cho phần bàn phím. Về cổng kết nối thì nói chung là không có cái nào nổi bật hơn ở trong cái khoản này cả. MacBook Pro 2019 16 inch đối thủ nặng ký hơn về nghĩa đen của chúng ta sẽ có 4 cổng Thunderbolt. Nhưng mà 4 cổng Thunderbolt này mình cũng chưa thấy nó có nhiều tác dụng lắm, bởi vì nó chỉ có là một loại cổng duy nhất, đó là Type-C mà thôi. Và chúng ta sử dụng nó thì cũng vẫn sẽ phải cắm thêm cái cáp chuyển ở bên ngoài. Còn đối với cả MacBook Pro 2020 bản 13 inch này thì chỉ có hai cổng Thunderbolt thôi. Tuy nhiên thì khi mà đã cắm thêm được những cái cáp chuyển vào rồi thì nó mở rộng hơn rất nhiều các cổng kết nối khác, nó có thể thoải mái hơn để chúng ta sử dụng. Như vậy thì cả hai máy đều phải dính với cáp chuyển thì hòa là đương nhiên. À, có một cái nữa, MacBook Pro 2019 16 inch thì sẽ xuất được hai màn hình 6K 60Hz, nhưng ở trên MacBook Pro 2020 bản M1 này nhá thì chỉ xuất được một màn hình duy nhất mà thôi. Như vậy có thể thấy được cái phần màn hình này khi mà chúng ta xuất ra ngoài thì cái MacBook Pro 2019 này còn đang có một cái ưu thế tốt hơn. Tuy nhiên như ban nãy mình có nói thì cả hai máy đều phải dùng thêm cáp chuyển, và khi đã có thêm cáp chuyển như thế thì đã mở thêm rất nhiều các cổng kết nối khác, bạn có thể cắm thêm màn hình vào để xuất ra nữa. Như vậy thì nói chung là nó cũng không có cái gì khác biệt nhiều. Nếu mà chấm cái chiếc này mà nó hơn một điểm thì mình thấy nó cũng không công bằng lắm, nhưng mà thôi không sao. 2-1 cho MacBook Pro 2019 nhá. Ok, cuộc chiến tiếp theo sẽ là về pin. Pin ở trên hai chiếc máy này thì thôi, khỏi bàn luôn. MacBook Pro 2019 16 inch trang bị có chip Core i9 hoặc là Core i7 thì chúng ta biết là nó sẽ như thế nào rồi ạ. Cực kỳ nóng, và nóng mình đã nói rất nhiều rồi, nó ảnh hưởng đến pin cực kỳ nhiều. Vì vậy pin của chiếc này rất đáng khen khi nó có thể đạt được từ 3 đến 4 tiếng. Còn ở phía bên này thì sao? MacBook Pro 2020 chip M1 thời gian sử dụng pin thì thôi, từ 10 đến 12 tiếng luôn, sử dụng cả một ngày dài không cần phải sạc. Như vậy X3, X4 lần lên thì đương nhiên là giành chiến thắng, không có gì để bất ngờ cả. Yeah, MacBook Pro 2020 chip M1 nhá, hai đều. Rồi, tỷ số đang có vẻ khá là cân bằng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cuộc chiến mà nó khá là kỳ lạ, nhưng mà mọi người ít khi được thấy, nhưng nó rất là thực tế. Đó là cuộc chiến về độ ám mòn. Chiếc MacBook Pro 2019 này tính đến thời điểm hiện tại đã được 4 năm tuổi thọ rồi,
Vì vậy nên các cái linh kiện bên trong đương nhiên là cũng sẽ có cái sự xuống cấp hơn một chút. Còn MacBook Pro 2020 gần đây hơn, nó tận gần cuối năm 2020 cơ, mà bây giờ mới đang của giữa năm 2023. Như vậy tính ra thì đang được khoảng 2 năm, hơn 2 năm, chưa được 3 năm. Như vậy cái khoảng cách của nó đang khá là nhiều, bỏ xa so với cả MacBook Pro 2019. Yếu tố thứ hai, MacBook Pro 2019 16 inch thường được trang bị những con chip với hiệu năng rất là cao, Core i7 hay là Core i9. Như vậy thì cái nhiệt độ của nó cũng có ảnh hưởng đến rất là nhiều đến các linh kiện ở bên trong. Như vậy thì cái độ ham mở của nó còn nhanh hơn so với cả MacBook Pro 2020 M1. MacBook Pro 2020 M1 thì được trang bị con chip nhà làm, cây nhà lá vườn, tối ưu nhiệt độ tốt, pin tốt thì đương nhiên là máy nó sẽ mát hơn và nó có thể bảo vệ được cái linh kiện tốt hơn nữa. Như vậy thì ở đây 32 dành cho MacBook Pro 2020 M1 nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần mà bất kỳ bài so sánh nào đều cần có, đó là về hiệu năng. Trước tiên mình sẽ đọc về thông số của MacBook Pro 2019 nhá. Nó sẽ sử dụng con chip là Core i9 9880H với xung là 2.3, 16GB DDR4 và 1TB bộ nhớ. Ở phía còn lại thì sẽ là MacBook Pro 2020 chip M1. Ở đây thì mình xem ở trên Geekbench nó đang là xung 3.18, 16GB và 512SSD. Và cái sự chênh lệch nó rõ rệt luôn, mọi người có thể nhìn ở cả hai phần đơn nhân và đa nhân. MacBook Pro 2019 bản 16 inch chỉ có là 1.529 điểm đơn nhân và 6.765 điểm đa nhân. Còn với phía của MacBook Pro 2020 chip M1 sẽ là 2.361 điểm đơn nhân và 8.564 điểm đa nhân. Trong khi mình test cái bài test CPU này thì cái khoảng thời gian để mà hoàn thành bài test ở bên chip M1 này nhanh hơn rõ rệt so với cả chip Intel ở trên chiếc máy 2019 16 inch này. Sau đó thì mình có test thêm cả về GPU. Thì GPU ở trên chiếc MacBook Pro 2020 bản 16 inch AMD 5500M ở bên chip M1 sẽ sử dụng cái cấu trúc chip khác, vì thế đây là sẽ tích hợp GPU ở trên chip luôn. Ở trên này thì sẽ có 8 nhân GPU cùng với có 16 nhân Neural Engine. Và kết quả test GPU làm cho mình rất bất ngờ luôn. Ở bên chiếc Pro 2019 và 16 inch kết quả cho ra là 30.891, còn ở phía 2020 M1 thì chỉ là 19.746 mà thôi. Như vậy là có vẻ là phần test GPU này ở bên chip Intel của Pro 2019 16 inch đang có vẻ làm tốt hơn khá là nhiều so với cả 2020 M1. Đây là về cái thông số nhé, còn thực tế ra khi mà mình test ấy, cái thời gian mà để hoàn thành bài test này, cái hai máy này nó không chênh nhau quá nhiều, nó chỉ lệch nhau khoảng 2-3 giây thôi. Vì vậy nên là để công bằng hơn thì mình sẽ test thêm một cái nữa, đó là render video ở trên Premiere Pro nhé. Ok, đây là một số thông tin trước khi mà mình render cái video này nhé. Trọng lượng của cái file video này sẽ là 12GB, video này sẽ là video 4K. Trong quá trình hậu kỳ thì sẽ có chỉnh sửa và sau khi render video 4K này sẽ có độ dài khoảng 5 phút. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào bài test nhé. Trong một phút đầu tiên, chúng ta đã thấy được sự khác biệt rõ rệt giữa Pro 2019 16 inch so với cả Pro 2020 chip M1. Hiện tại MacBook Pro i9 16 inch đã được 20%, còn với MacBook Pro M1 chỉ được khoảng 17% mà thôi. Và cùng chờ xem liệu MacBook Pro M1 có đánh bại được MacBook i9 16 inch hay không nhé. Và sau khoảng 4 phút render, MacBook Pro M1 đã đuổi kịp được MacBook Pro 2019 16 inch. Thời lượng pin trên MacBook Pro M1 vẫn đang được duy trì rất là tốt, từ đầu tới giờ vẫn là 85%. Còn với cả MacBook Pro 16 inch 2019, thời lượng pin lúc đầu là 100% và chỉ sau hơn 4 phút đã giảm mất 5% pin rồi. Đến 10 phút 30 giây chúng ta thấy được sự chênh lệch rất là nhiều và gần như được gấp đôi ở trên chiếc MacBook Pro 13 inch so với cả MacBook Pro 16 inch 2019.
Và với khoảng 11 phút 54 giây, chiếc MacBook Pro 2020 chip M1 của chúng ta đã render xong. Pin ban đầu là 85%, sau khi render xong xuống còn 78%, tức là chúng ta chỉ mất 7% pin để render cái video này. Còn đối với cả MacBook Pro 16-inch 2019 sử dụng chip i9 đang bị treo ở 47%, và mình cũng không rõ là tại sao lại không chạy thêm được nữa. Còn dung lượng pin ban đầu của máy là 100%, sau 11 phút 54 giây xuống còn 84% và ăn mất 16% pin, gấp đôi so với cả MacBook Pro M1. Chúng ta cũng thấy được cái sự ổn định và ít bị hao pin ở trên chiếc máy M1 nó tốt như thế nào rồi đấy. Cùng với đó nữa, trong quá trình quay thì mình đã còn nói về cái phần quạt của trên chiếc 16-inch này đang chạy rất là to, còn ở phía 2020 thì không có tiếng quạt nào cả, chứng tỏ là khi cái chiếc máy bên này đã chạy max hiệu năng lên, cần dùng thêm cái quạt, nhưng cái tốc độ hiệu quả xử lý ở trên cái việc render này là không hề tốt so với cả chiếc 2020. Như vậy thì qua cái bài test này chúng ta có thể đánh giá rõ ràng 4-5-2 dành cho MacBook Pro 2020 chip M1 nhá. Được rồi, qua một vài cái thống kê đánh giá chúng ta có thể nhìn thấy được rõ ràng rằng điểm 4-2 là một cái điểm khoảng cách khá là nhiều. Nhưng nói chung là chiếc máy nào thì cũng sẽ có một cái điểm mạnh của nó thôi. MacBook Pro 2019 bản 16-inch thì sở hữu một cái màn hình lớn hơn, loa cũng hay hơn, độ phân giải cao hơn. Như vậy thì khi chúng ta làm việc trên này cảm giác là cái không gian làm việc của chúng ta sẽ rộng rãi hơn nhiều. Và đương nhiên những cái công việc khác, ví dụ như làm về đồ họa hay là các cái công việc ở bên trên chiếc máy này, nó vẫn có thể xử lý được. Tuy rằng là nó có vẻ là đang chậm hơn khá nhiều so với cả chip M1, nhưng mà không sao, nó vẫn có thể xử lý được. Còn nếu như bạn muốn lựa chọn một cái mà tổng hòa được rất nhiều điểm, nó cân bằng từ việc là màn hình vẫn sắc nét này, loa vẫn đủ hay, pin trâu, hiệu năng ổn định, và đặc biệt là nó xử lý công việc chúng ta rất là nhanh, thì MacBook Pro 2020 chip M1 là một sự lựa chọn rất đáng tiền đấy nhá. Đến khi mà chúng ta lên đến tầm giá khoảng 30 triệu như thế này rồi thì 16-512 là một chiếc máy rất thoải mái cho chúng ta có thể xử lý được. Ok, trên đây là phần so sánh của mình với chiếc MacBook Pro 2019 bản 16-inch và MacBook Pro 2020 chip M1. Quan điểm của mọi người như thế nào về hai chiếc máy này? Tất nhiên, hãy chọn máy theo cái nhu cầu của mọi người. Cần màn hình lớn, MacBook Pro 2019. Cần màn hình vừa phải, tổng hòa được nhiều thứ hơn, MacBook Pro 2020 chip M1. Chiếc máy nào cũng sẽ có điểm lợi cho từng đối tượng một, nên đây chỉ là một bài để tham khảo và hãy lựa chọn đúng với nhu cầu của mình nhé. Nếu thấy video này hay, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Magwan để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.